Xin chào các bạn, lâu mình không chia sẻ món đậu phụ sốt cà chua. Nhiều bạn yêu cầu mình là chị hãy làm món này để cho em làm ấy, để gia đình thưởng thức ấy. Nên là hôm nay mình sẽ làm trở lại cái món này các bạn nhé. Để làm món đậu phụ sốt cà chua thì rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần cho mình hai bìa đậu, vài quả cà chua nhé, củ hành thơm, một ít ớt. Nếu các bạn ăn hơi hơi cay khi thời tiết se lạnh này thì chúng ta ăn hơi cay một chút thì nó làm cho ấm cơ thể chúng ta lên nhé. Còn các bạn không thích thì chúng ta sẽ không dùng ớt nữa, và một ít hành lá các bạn ạ. Trước tiên thì mình sẽ thái cái phần đậu ra nhé, để mình chiên. Mình sẽ rán qua nó lên chứ không cần phải rán kỹ các bạn ạ, thì để cho cái độ béo của đậu nó còn, và mình rán kỹ quá thì nó sẽ khô nhé, vì mình sốt cà chua lên không cần phải rán vàng rán già. Đậu thì các bạn thái ra, mình thái vừa phải để khi mình sốt cà chua lên ấy, nó còn ngấm gia vị vào đậu nhé. Món này vừa rẻ mà lại vừa dễ ăn, mà kể cả các bạn ăn chay cũng được, ăn những cái món này cũng rất ngon nhé. Nhiều bạn ấy thì sẽ ăn chay vào những ngày 14, 15 hay là ngày 30, 11. Đấy, cho nên là những cái món này có thể dùng ở ăn chay. Hành thơm, các bạn sẽ băm ra cho mình chút hành thơm cho cái phần sốt cà chua lên nó thơm ạ. Cái đầu hành lá này các bạn cũng có thể thái ra để mình phi thơm cùng hành thơm nhé. Mình sẽ loại bỏ cái phần hạt ớt đi để cho cái hạt đấy, nhưng cái ruột ớt ấy nó cay ấy, thì nó sẽ không còn nhiều nhé. Ớt các bạn cắt ra. Ớt nó cay ạ. Hành lá các bạn thái nhỏ ra cho mình nhé. Cà chua các bạn sẽ thái nhỏ ra cho mình để khi mình sốt lên ấy, nó sẽ nhanh được ạ. Cái nước sốt cà chua này sau khi mình dưới ăn với cơm rất là ngon lại, cho nên là mình dùng nhiều cà chua một chút. Các bạn cho mình chảo lên bếp, mình cho dầu ăn vào nhé.
Mình chỉ cần chiên qua cái phần đậu các bạn nhé, không cần già quá để mình giữ độ béo ngon của đậu nhé. Khi đậu đã được rồi các bạn nhé, như thế này là được rồi. Bây giờ mình sẽ gấp ra ngoài cái phần đậu này để mình phi phần hành và cà chua lên nhé. Các bạn cho mình phần hành thơm vào. Khi hành đã thơm lên rồi các bạn nhé, thì các bạn sẽ cho mình phần cà chua vào. Mình cho vào đây bột canh hay là muối các bạn tùy theo nhé. Kìa này. Chút hạt lên này, một chút hạt tiêu nhé. Các bạn cho mình một ít nước nữa. Mình sẽ đẩy bung lại khoảng 5 phút là cà chua sẽ chín mềm ra. Khi cà chua được 5 phút rồi, các bạn chỉ cần dùng cái thìa mình dầm nhẹ như thế này thôi là cà chua đã nát ra rồi nhé. Đây các bạn, khi cà chua đã nát rồi thì bây giờ mình sẽ cho đậu vào sốt lên. Các bạn sẽ rim đậu này cho mình khoảng 10 phút nhé. Và cái phần ớt này mình cũng cho vào cho nó hơi cay cay một chút. Các bạn cho mình một chút nước mắm nữa. Rồi mình sẽ rim 10 phút ạ. Đây các bạn, khi mình rim cái phần cà chua với đậu được 10 phút rồi nhé. Các bạn thử lên nếm cho mình xem gia vị đã vừa chưa nhé. Rồi, như thế này là vừa. Sẽ cho phần hành lá vào. Mình sẽ đậy vung 2 phút để cho hành nó chín ạ. Rồi, khi phần hành đã chín rồi, các bạn sẽ lấy ra cho mình. Đây ạ, mình đã chuẩn bị cái đĩa và mình sẽ lấy cái phần đậu ra các bạn nhé. Chụp đều. Rồi, cho ra đĩa. Mình sẽ dưới cái phần nước sốt này lên trên các bạn nhé. Đây các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong ạ là món đậu
sốt cà chua thơm ngon như thế này nhé. Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Ẩm thực miền quê ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.